Kupians căng như dây đàn, Ukraine đã sẵn sàng ứng phó với đòn sấm xét của Nga. Binh sĩ Ukraine gần Kupians chuẩn bị cho cuộc tấn công sấm xét của Nga bằng cách tích cực đào hào, củng cố thế trận phòng ngự. Họ tuyên bố, chừng nào chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ giữ vững. Khi quân đội Nga dồn dập tung lực lượng đánh sập thành trì APDFK và tiến về phía tây các khu vực khác của mặt trận đã trải qua những ngày yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, khi các lớp bùn dày khô đi, một cuộc tấn công thọc sâu quy mô lớn của Moscow dường như sắp xảy ra. Lính Ukraine bảo vệ Kupyans chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Tôi nghĩ rằng quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đột phá theo hướng Kupyans, mà đất sẽ khô cằn. Họ sẽ tập hợp mọi lực lượng, mọi trang thiết bị. Lính bộ binh Ruslan, 47 tuổi, thuộc lữ đoàn cơ giới độc lập số 43 của Ukraine triển khai trên trục Kupyans nói: "Tôi nghĩ điều gì đó không tuyệt vời đối với chúng tôi sẽ xảy ra." Theo các binh sĩ Kiev trong khu vực, tại thời điểm này, nga đang tăng cường sử dụng máy bay không người lái cũng như pháo binh để tấn công các vị trí của Ukraine nhưng rất ít trận chiến tầm gần xảy ra. Phía đông Kupiansk, một trung tâm đường sắt chiến lược do Nga nắm giữ trong tháng 6 năm 2022, đã có một cuộc tấn công quy mô lớn trong thời gian gần đây, với vụ mới nhất vào tháng 1 cho phép họ đạt được một số tiến bộ gần 3 ngôi làng hoang vắng Krokmaner, Tabayka và Kolyaripka, những khu vực mà Moscow cho biết họ đang kiểm soát. Theo các quân nhân Ukraine được Kiev Independent phỏng vấn, các nhóm xung kích nhỏ của Moscow đang liên tục tấn công thăm dò để phát hiện những điểm yếu có thể đột phá. Giao tranh ác liệt nhất trong khu vực diễn ra ở gần làng Sinkipka, cách Kubiansk hơn 10 km về phía đông bắc và Tabayka, cách đó vài chục km, gần khu vực Luhansk do Nga kiểm soát phần lớn. Theo chuyên gia quân sự Alexander Musienko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Ukraine có trụ sở tại Kiev, Tuy đã có thời điểm nhất định lực lượng Moscow tiến vào Sinkipka, nhưng hiện tại Ukraine vẫn nắm quyền kiểm soát ngôi làng bất chấp nỗ lực của Moscow nhằm chiếm giữ nó kể từ mùa hè năm 2023. Quân đội Ukraine hôm 29 tháng 2 đưa tin đối phương đang tiếp tục tấn công Sinkipka, hy vọng mở đường để tiến hành bao vây thành phố Kubians gần đó. Ông Musienko cho biết, xa hơn về phía đông, Tabayka vẫn là vùng xám khi không bên nào thực sự kiểm soát ngôi làng. Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine đang trấn giữ các vị trí cao ở ngoại vi ngôi làng, trong khi đối phương tiếp tục tiến hành cuộc tấn công từ Luhansk. Các nhà phân tích quân sự nói với Kiev Independent rằng Nga đã điều động các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ từ mặt trận Kubiansk tới Avdiivka để hoàn thành việc chiếm giữ thành phố đã rơi vào tay Moscow hôm 17 tháng 2. Giờ đây, đơn vị đồn trú Kubiansk đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Ông Musienko nói, nếu có thêm quân đến đó, lực lượng mới sẵn sàng thì tất nhiên họ sẽ tấn công mặt trận được phòng thủ nghiêm ngặt nhất. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong việc thiếu công sự ở Avdiivka đã cho phép Moscow tiến xa hơn về phía tây. Kiev đang đẩy mạnh xây dựng các chiến tuyến phòng thủ ở vùng Kharkov để tránh kịch bản tương tự. Chuyên gia chiến tranh người Áo Tom Cooper cho biết, ông hy vọng Nga sẽ tập trung vào cuộc tấn công Avdiivka vì nước này thiếu nguồn lực để phát động một cuộc tấn công cao trào khác với sự tham dự từ 6 đến 10 lữ đoàn xung kích tham chiến cùng lúc trên một mặt trận khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc đi nhắc lại ít nhất hai lần tại các cuộc họp báo vào mùa đông rằng Kubiansk vẫn là khu vực kiên cố nhất của tiền tuyến. Các vị trí công sự của Ukraine, tuyến phòng thủ ở khu vực Kubiansk rất vững chãi, nó đang được giữ vững, nó đang được xây dựng trong một năm rưỡi. Chuyên gia Cooper nói với Kiev Independent, nếu họ cử 6 hoặc 7 lữ đoàn tới tấn công theo hướng Kubiansk, họ sẽ bị thảm sát mà chẳng đạt được gì. Lo sợ lặp lại thất bại giống Avdiivka ở khu vực chiến lược Kupiansk, lực lượng Ukraine đang dành thời gian để xây dựng phòng tuyến răng rồng, các kết cấu phòng thủ chống tăng hình kim tự tháp bằng bê tông, cùng các chiến hào sâu hoắm ở cách xa chiến tuyến. Người Ukraine nói rằng thật nguy hiểm khi đánh giá thấp khả năng tấn công của Nga, điều mà ít nhất đối với họ khả năng không bao giờ kết thúc. Theo ông Musienko, ngay cả khi hoạt động trên bộ của Nga được thực hiện bởi các nhóm tấn công hoặc xe bọc thép đã giảm bớt, họ vẫn tiếp tục nhắm vào các vị trí mà Ukraine bằng pháo binh, máy bay không người lái cùng với chiến đấu cơ. Hơn nữa, rõ ràng là quân đội Nga đang chờ tình hình thay đổi. Họ đang chờ lực lượng của mình được bổ sung để cố gắng tiếp tục các hành động tấn công tích cực hơn, ông nói thêm. Tiếp tục đào hào, Máy bay không người lái là vấn đề đau đầu trong việc bảo vệ binh sĩ Ukraine. Thiếu hệ thống tác chiến điện tử để hạ gục UAV đối phương đang lao tới một cách hiệu quả. Bộ binh phải để mắt tới bầu trời để sống sót. Một nhóm bộ binh được Kiev Independent phỏng vấn cho biết họ đang tận dụng những khoảnh khắc yên tĩnh để xây dựng công sự tốt hơn nhằm tăng cơ hội sống sót. Theo các quân nhân của lữ đoàn cơ giới độc lập số 43, họ làm việc theo cặp để một người có thể lắng nghe kỹ âm thanh vo ve của máy bay không người lái, trong khi những người khác đào bới, các lính bộ binh luân phiên ra vào canh gác các vị trí. Ruslan nói, bạn có thể là một chuyên gia, một siêu nhân, nhưng nếu một quả đạn pháo bay vào bạn, bạn sẽ ra đi. Binh sĩ từ lữ đoàn 43 cho biết, khả năng phân biệt các âm thanh khác nhau của UAV là yếu tố sống còn quan trọng. Thời điểm nguy hiểm nhất là đi tới hoặc rời khỏi các vị trí trong quá trình thay quân và người ta biết nên phải ẩn nắp ngay lập tức hay bỏ chạy. Theo Ruslan, UAV mang lựu đạn sẽ phát ra âm thanh nặng nề, cho thấy chất nổ có thể bay vào bạn bất cứ lúc nào, và xung cối bắt đầu chút mưa hỏa lực ngay khi UAV chính sát như Olan 10 tìm thấy bạn, ông nói. Máy bay không người lái FPV là thiết bị chính xác, cơ hội sống sót sẽ giảm đi nếu họ tìm thấy bạn. Một chỉ huy trung đội thuộc lữ đoàn 43 cùng tên là Ruslan cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đã tăng cường việc sử dụng nó trong vài tháng qua. Một sĩ quan từ đơn vị đã trải qua một năm rưỡi chiến đấu gần Vuhanda, hay còn gọi là Uleda ở phía Nam trước khi đã chuyển đến mặt trận Kubians cho biết binh sĩ Nga trên mặt trận này có vẻ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp hơn. Sĩ quan 45 tuổi Alexander thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 68 cho biết Nếu chúng tôi thấy sự ngu ngốc nào đó ở mặt trận Vuleda, chẳng hạn như là 20 người tấn công trực tiếp mà không có chỗ ẩn nấp, thì ở đây họ sẽ không di chuyển với số lượng lớn như vậy cùng một lúc. Chuyên gia quân sự Musienko cho biết Ngoài việc là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, lính Nga ở mặt trận Kubians còn có nhiều vũ khí và trang bị hiện đại hơn như xe tăng T-90 nhiều hơn ở các khu vực khác của tiền tuyến. Musienko nói, Nga hiểu rằng hướng tấn công này mang lại nhiều triển vọng. Họ đang nghĩ đến việc chia các mặt trận Đông Bắc của chúng tôi và tiến xa hơn để kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk, đồng thời đe dọa Kharkov. Đối với họ, đây là một trong những mục tiêu ưu tiên và đó là lý do tại sao các đơn vị có kinh nghiệm này được điều động đến đó tương lai bất định. Theo chuyên gia Cooper, Nga thỉnh thoảng tăng cường áp lực lên Kupiansk để kiềm giữ quân Ukraina trong khu vực và ngăn họ đến tăng viện cho các khu vực khác của bản trận, chủ yếu là Avdiivka. Binh sĩ Ruslan nói, chưa hết, đó là sự không chắc chắn. Trong những tháng hè năm ngoái, Nga đã triển khai hơn 100.000 binh sĩ và gần 1.000 xe tăng ở khu vực Đông Bắc trong chiến lược mà các chuyên gia quân sự cho là chiến lược gây áp lực buộc Ukraina gửi thêm quân tiếp viện để phòng thủ, nếu không họ có thể sử dụng để thúc đẩy các cuộc phản công mùa hè đã thất bại của Kiev. Những người được phỏng vấn cho biết, giống như phần còn lại của tiền tuyến, các đơn vị Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, đạn dược và trang thiết bị, đặc biệt trái ngược với nguồn tài nguyên dường như là vô tận của Nga. Chúng tôi đang dần cạn kiệt mọi thứ, Monfa, một lính bộ binh 42 tuổi thuộc đơn vị vệ binh quốc gia cho biết. Vẫn mang đôi ủng đi mưa dính đầy bùn đã đi trong ca trực kéo dài 9 ngày gần đây ở tiền tuyến, anh nói. Chừng nào chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ giữ vững tuyến phòng thủ của mình. Nỗi lo của Ukraine khi Nga bắn nổ tung hỏa thần HIMARS Sau khi Nga công bố video phá hủy hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS của Ukraine, giới chức Kiev đã bày tỏ lo ngại về rủi ro vũ khí này phải đối mặt trong tương lai. Truyền thông Nga hồi đầu tuần công bố đoạn video ghi lại cảnh tổ hợp HIMARS bị phá hủy ở mặt trận Donbass. Theo nguồn tin, video được quay bởi một máy bay không người lái giám sát Bệ phóng HIMARS được cho là đã bị bắn hạ ở khu vực lân cận thị trấn Drapblye do Ukraine kiểm soát, cách tiền tuyến hơn 40 km. Trước đó, Nga từng nhiều lần tuyên bố đã phá hủy HIMARS của Ukraine nhưng ít khi tung ra bằng chứng. Mặt khác, Ukraine từng tuyên bố họ đã sử dụng vũ khí giả làm HIMARS để khiến Nga lãng phí đạn dược. Vì vậy, theo giới quan sát phương Tây, đây có thể là một trong những tổ hợp đầu tiên trong số 39 hệ thống HIMARS mà Nga phá hủy của Ukraine kể từ khi Mỹ cung cấp cho Kiev hệ thống này. Moscow chưa bình luận về thông tin này. Tại Ukraine, việc HIMARS bị phá hủy đã gây ra một mối quan ngại cho giới chức nước này vì tổ hợp hỏa lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc nhắm mục tiêu vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần và nơi tập trung quân của Nga trong thời gian qua. Roman Kostetsko, thư ký của Ủy ban An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, đã kêu gọi mở một cuộc điều tra. Phải mất rất nhiều thời gian để nhắm vào một tên lửa Iskander như vậy vào Himas. Ông nói với Ikrinska Pravda đề cập đến loại tên lửa đạn đạo mà Nga được cho là bắn trúng vào tổ hợp hỏa lực của Kiev. Hãy để các chuyên gia điều tra lý do tại sao điều này xảy ra. HIMARS thường hoạt động ở vị trí nằm sâu so với tiền tuyến và chúng tôi thấy rằng tình báo của Nga đang hoạt động để phát hiện HIMARS, ông nói. Về mặt bản chất, rocket thông thường trên HIMARS có tầm tấn công 80 km, nên Ukraine thường triển khai hệ thống này cách xa tiền tuyến để tránh bị Nga phản pháo. Vì vậy, việc mất đi một tổ hợp HIMARS cũng là tổn thất, dù Ukraine vẫn còn nhiều hệ thống khác đang hoạt động. Tuy nhiên, nó cho thấy Nga đã có khả năng phát hiện hiệu quả mục tiêu của Ukraine ở sâu phía sau tiền tuyến và tấn công chính xác. Điều này đặt các tổ hợp HIMARS khác vào rủi ro lớn hơn trong tương lai. Ivan Stupak, cựu sĩ quan cơ quan an ninh Ukraine và hiện là cố vấn cho Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia của Quốc hội Ukraine, nói với Newsweek, việc HIMARS bị phá hủy có nghĩa là cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn, vì vậy chúng ta phải đề phòng. Cuộc tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay không người lái trinh sát tầm cao. Tupac nói, một mặt đó là dấu hiệu cho thấy khả năng định vị mục tiêu của Nga, nhưng mặt khác nó cho thấy phía Ukraine thiếu các trạm radar định vị, các hệ thống phòng không ở tuyến đầu để bảo vệ lực lượng mặt đất của chúng ta. Ông nói thêm, thỉnh thoảng chúng tôi thấy bằng chứng cho thấy máy bay không người lái trinh sát của Nga bay sâu 50 km vào lãnh thổ Ukraine kiểm soát. Pavel Luzin, nhà phân tích quân sự Nga và học giả thỉnh giảng tại trường luật và ngoại giao Fletcher Anh, nói với Newsweek rằng dù Nga phá hủy được HIMARS, nhưng họ cũng đã mất hàng loạt hệ thống hỏa lực khác trong thời gian mà Ukraine vẫn vận hành tổ hợp pháo do Mỹ viện trợ. Ông cho rằng Ukraine sẽ tìm được cách để bảo vệ HIMARS cho tương lai và việc mất tổ hợp này có thể không phải là dấu hiệu để Kiev quá lo lắng.